vị. Kính thưa quý vị, liên tục chương trình, trân trọng kính mời thật với quý vị đến với tiết mục múa Khát Khao Đại Ngàn, chất liệu dân tộc Giao, âm nhạc Phạm Tịnh, biên đạo Anh Thoa, biểu diễn top 5 nữ múa đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. Xin quý vị cùng thưởng thức. Thank you.